Từ nguồn ngân sách của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc đã đầu tư trên 11 tỷ đồng xây dựng tuyến đường Bờ Lao, Sê Rê, xã Đại Lào, có tổng chiều dài hơn 3 km. Qua hơn một năm thi công, tuyến đường giao thông thảm nhựa hiện đã hoàn thành gần 80%. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2017. Cùng với sự cố gắng của đơn vị thi công trong quá trình triển khai thực hiện, nhân dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường này đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để thực hiện công trình đúng tiến độ. Tuyến đường Bờ Lao Sê Rê là huyết mạch giao thông quan trọng, nối quốc lộ 20 với xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, đi qua 6 thôn trên địa bàn xã Đại Lào. Việc hoàn thành tuyến đường đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng và các vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển. Để tạo sinh kế cho người dân khi không còn được kinh doanh ngoài vỉa hè, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã đề ra chủ trương cho phép người dân vào buôn bán tại Trung tâm Dịch vụ Thương nghiệp và chợ Thanh Xuân. Kèm theo đó là không thực hiện thu phí chỗ ngồi trong 3 tháng, giúp người dân...